Sau hơn 20 ngày diễn ra phiên tòa xét xử đại án Vạn Thịnh Phát, Trương Mỹ Lan đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và đang tích cực cùng gia đình khắc phục hậu quả của vụ án. Từ đây hé lộ những khối tài sản khổng lồ hàng trăm triệu đô la nằm trong tay bà trùm, trải dài từ Bắc vào Nam. Những tài sản này có thể sử dụng để khắc phục hậu quả vụ án ở ngân hàng SCB, mà thiệt hại còn có thể vượt quá con số 498.000 tỷ đồng ước tính ban đầu. Hãy điểm qua một số bất động sản kim cương mà Trương Mỹ Lan nắm ở trong tay, trong đó không ít tòa nhà nổi tiếng từng là biểu tượng của Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Đầu tiên phải kể đến là khách sạn Dai U, tổ hợp trung tâm thương mại Diha với tổng diện tích gần 3 hecta, khách sạn Dai U Hà Nội 5 sao, khu văn phòng Diha Business Center và khu căn hộ cho thuê Diha Apartment. Khách sạn này được xây dựng vào năm 1996 dưới sự chỉ đạo trực tiếp của cựu chủ tịch Dai U Kim Woo Chung. Trong thời gian đầu hoạt động, Dai U từng là biểu tượng của thủ đô, thu hút giới doanh nhân và các nguyên thủ quốc gia chọn là nơi nghỉ ngơi khi đến Việt Nam. Khách sạn Dai U Hà Nội nằm ở vị trí đắc địa với 4 mặt phố bao quanh, nằm ở trung tâm cửa ngõ phía Tây của Hà Nội với hơn 400 phòng nghỉ. Phần không gian mở của cụm tổ hợp Dai U hướng về phía Hồ Thủ Lệ. Trước khi về tay Vạn Thịnh Phát, khách sạn Dai U trải qua 3 đời chủ. Đến năm 2015, tại Đại hội đồng cổ đông, công ty cổ phần Bông Sen công bố kế hoạch đầu tư 3.650 tỷ đồng để sở hữu 51% vốn khách sạn Dai U Hà Nội. Như vậy, tổ hợp khách sạn Dai U được định giá lên tới gần 7.160 tỷ đồng vào thời điểm năm 2015. Đến năm 2016, công ty Bông Sen đã mua được 34,83% vốn khách sạn, nhưng sau đó, công ty không công khai tiến độ thương vụ này. Cho đến phiên tòa này, qua lời khai của bà Trương Mỹ Lan thì Bông Sen Corp khi ấy là chủ khách sạn Dai U. Toàn bộ khối tài sản này gia đình nhà bà Trương Mỹ Lan chiếm trên 93% cổ phần. Trong phiên xét xử, bà Lan đã đề nghị bán khách sạn Dai U để khắc phục hậu quả vụ án. Cách khách sạn Dai U vài chục mét là một viên kim cương khác trong hòm châu báu của Trương Mỹ Lan. Toàn bộ khối tài sản này gia đình nhà bà Trương Mỹ Lan chiếm trên 93% cổ phần. Trong phiên xét xử, bà Lan đã đề nghị bán khách sạn Dai U để khắc phục hậu quả vụ án. Cách khách sạn Dai U vài chục mét là một viên kim cương khác trong hòm châu báu của Trương Mỹ Lan. Capital Place, 29 Liễu Giai tọa lạc tại trung tâm quận Ba Đình là tòa nhà văn phòng hạng A với 2 tòa tháp văn phòng cao 37 tầng, diện tích cho thuê thực là 100.000 m². Nó lấy cảm hứng kiến trúc từ hình ảnh con rồng từ trong truyền thuyết dân gian Việt Nam, ý tưởng vẩy rồng trên nền kính và thiết kế của tòa nhà để mô phỏng con rồng đang bay. Tòa nhà vốn là một phần của dự án Vinhome Metropolis, sau đó được chuyển nhượng sang cho pháp nhân công ty cổ phần Twin Peaks thuộc sở hữu của tập đoàn bất động sản Singapore Capital Land. Đầu năm 2022, Capital Land thông báo thoái vốn khỏi tòa nhà Capital Place và chuyển nhượng tòa nhà văn phòng này cho một bên thứ ba với giá trị là 550 triệu đô, khoảng là 12.500 tỷ đồng. Chủ mới của nó được giới thiệu là công ty Vivaland. Điều quan trọng là giới bất động sản từng nhắc đến Vivaland là doanh nghiệp có mối liên hệ với Vạn Thịnh Phát. Trên website chính thức của tập đoàn Vạn Thịnh Phát trước đó cũng xuất hiện thông tin Vivaland là đối tác. Một tòa nhà đẹp lộng lẫy giữa thủ đô, giữa giá trị hàng trăm triệu đô la nhưng bấy lâu nay thiên hạ vẫn chỉ dừng lại ở việc đồn đoán về chủ nhân của nó. Sự giàu có xa hoa cùng những bí ẩn thâm sâu trong gia tộc Trương Mỹ Lan được hé mở một phần khi bà Lan phải đứng trước tòa với tư cách bị cáo trong một vụ đại án vô tiền khoáng hậu. Trước tòa, Trương Mỹ Lan thừa nhận đây là tài sản của gia đình mình, được mua với giá 700 triệu đô, chưa kể chi phí làm thủ tục hồ sơ hoàn thiện. Nay bà ta muốn bán tài sản này với giá là 1 tỷ đô. Tuy nhiên, tòa thông báo đã nhận được thông tin từ con gái, Chu Duyệt Phấn của bà Lan, rằng tòa nhà Capital Place 29 Liễu Giai dự kiến được trả khoảng 360 triệu đô, chứ không phải 1 tỷ đô như bà ta nói. Ngoài những tài sản khổng lồ được bị cáo Lan lần đầu xác nhận tại tòa, Vạn Thịnh Phát còn sở hữu hàng loạt dự án đắc địa tập trung tại cung đường Nguyễn Huệ, nơi đặt trụ sở chính Vạn Thịnh Phát, Đồng Khởi, cùng các địa điểm xung quanh ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Tại khu đất vàng trung tâm quận 1, Vạn Thịnh Phát sở hữu khu phức hợp trung tâm mua sắm Union Square với 4 mặt tiền đường Đồng Khởi, Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Lê Thánh Tôn, gần kề với trụ sở Hội đồng và Nhân dân Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Nơi này có tổng diện tích sàn lên đến 91.000 m²,
quy mô 6 tầng hầm và 9 tầng nổi, trong đó có 5 tầng nổi là khách sạn 5 sao. Vạn Thịnh Phát mua lại tòa nhà vào tháng 6 năm 2013 với số tiền lên tới 10.000 tỷ đồng. Dù được giới thiệu là thiên đường mua sắm hàng hiệu, ẩm thực, giải trí hàng đầu, nhưng Union Square vẫn điều hưu suốt những năm qua. Kế đến là trung tâm mua sắm Andong Plaza và khách sạn 5 sao Windsor Plaza, có tổng vốn đầu tư hơn gần 1.300 tỷ đồng với tòa nhà cao 25 tầng và trung tâm thương mại và hội nghị. Windsor Plaza là khách sạn đầu tiên do tư nhân Việt Nam đầu tư và quản lý, đạt tiêu chuẩn 5 sao và được chọn làm nơi tổ chức nhiều sự kiện lớn như hội nghị APEC năm 2006. Thời điểm hiện tại, Andong Plaza, Windsor Hotel vẫn hoạt động bình thường nhưng khá vắng khách. Không thể không nhắc đến một mắt xích quan trọng trong vụ án Vạn Thịnh Phát là Chu Lập Cơ, chồng Trương Mỹ Lan. Ông ta là cổ đông chính sở hữu 99,26% cổ phần và chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư Times Square, doanh nghiệp sở hữu tòa nhà Times Square tọa lạc ngay mặt tiền đường Nguyễn Huệ. Nó được xem là trái tim của thành phố Hồ Chí Minh. Tổng thể kiến trúc của Times Square gồm tòa tháp 39 tầng, cao gần 165m và là tòa nhà thứ hai của thành phố Hồ Chí Minh có sân đậu trực thăng ở trên sân thượng. Toàn bộ mặt ngoài của Times Square là The Delivery Sài Gòn, được giới thiệu là một trong số những khách sạn 6 sao đầu tiên ở Việt Nam, từng ở vị trí thứ tư trong danh sách 50 khách sạn tốt nhất thế giới. Khách sạn có mặt tiền hướng ra đường Đồng Khởi và Nguyễn Huệ với thiết kế vương giả lộng lẫy, tinh xảo đến từng chi tiết, vừa phóng khoáng hiện đại lại vừa cổ điển quý phái. Chu Lập Cơ thừa nhận đồng ý để Trương Mỹ Lan và tập đoàn Vạn Thịnh Phát làm thủ tục đầu tư, cấp phép xây dựng và vay vốn từ ngân hàng SCB xây dựng Times Square. Sau đó, Chu Lập Cơ lại thống nhất với vợ sử dụng tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản hình thành trong tương lai tại dự án Times Square để đảm bảo cho các khoản vay đứng tên các cá nhân pháp nhân do Trương Mỹ Lan chỉ định. Là chủ tịch hội đồng quản trị Times Square, Chu Lập Cơ ký các biên bản họp đại hội đồng cổ đông, nghị quyết chấp thuận thế chấp để hợp thức hóa giấy tờ bảo lãnh khoản vay tại ngân hàng SCB, giúp cho bà Trương Mỹ Lan rút ruột tiền tại SCB gây thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng. Đúng là phải vỗ tay cho thủ đoạn ăn cả gốc lẫn ngọn của cặp đôi thuận vợ thuận chồng, tát của công cũng cạn. Một tài sản khác được Trương Mỹ Lan nhắc đến tại tòa chính là biệt thự cổ nằm tại số 110-112 Võ Văn Tần, quận 3. Căn biệt thự cổ được xây dựng trên khu đất gần 3.000m2 theo kiến trúc Pháp cổ. Vào năm 2013, khi thị trường bất động sản diễn ra sôi động, căn biệt thự trên 100 tuổi này được giao bán với giá 47 triệu đô. Nhưng đến năm 2015, công ty cổ phần Mineva được bà Lan giao đứng tên chủ sở hữu đã mua thành công với trị giá là 35 triệu đô, khoảng hơn 700 tỷ đồng theo tỷ giá giai đoạn đó. Ngay sau khi mua lại căn biệt thự này, bà Lan đã cho trùng tu lại theo nguyên bản vào năm 2019. Sau khi Trương Mỹ Lan bị bắt, lực lượng chức năng đã đến nơi này làm việc rồi nhà thầu đã thông báo đóng cửa công trình, ngừng thi công. Trả lời trước tòa, bị cáo Lan xin được giữ lại căn biệt thự này vì là di tích cổ, gia đình muốn bảo tồn. Một bất động sản đáng chú ý khác, Thuận Kiều Plaza được công ty Andong, tức là công ty con của Vạn Thịnh Phát, mua lại vào năm 2015. Sau khi về tay tập đoàn Vạn Thịnh Phát, dự án đã được đổi tên thành The Garden Mall và được đồn đoán sẽ bị đập toàn bộ để thay bằng một dự án khác. Tổ hợp 3 tòa tháp án ngữ trên đường Hồng Bàng, ngay khu đất vàng ở trung tâm quận 5, nơi đây được xem là một trong những cao ốc phức hợp đầu tiên được xây dựng và thường được coi là biểu tượng phát triển của Sài Gòn. Nhưng đáng tiếc là nó lại nổi tiếng vì những câu chuyện ma mị xuất phát từ lời đồn thổi cho rằng tòa nhà giống ba cây nhang. Người ta nói rằng ba tòa tháp dự tính sẽ được xây dựng theo hình chữ sơn trong tiếng Trung, nhưng khi hoàn thành lại có hình dáng mà màu sắc giống ba cây nhang nên oan hồn từ khắp nơi mới bám vào. Sau khi được khoác áo mới trở thành The Garden Mall, nó vẫn không thoát khỏi vết xe đổ của tòa nhà cũ Thuận Kiều Plaza, rơi vào cảnh bỏ không hoa lãng phí. Chẳng biết những câu chuyện ma mị về tòa nhà ba cây nhang có ám vận Trương Mỹ Lan và Vạn Thịnh Phát hay không. Chỉ biết rằng trước công lý, Trương Mỹ Lan sẽ phải làm rõ những khối tài sản khổng lồ của bà từ đâu mà có. Rồi Trương Mỹ Lan sẽ phải trả lời về những thương vụ mua bán hàng trăm triệu đô la chỉ trong chớp mắt. Rõ ràng chỉ có rút ruột của ngân hàng SCB đến cả triệu tỷ đồng thì Trương Mỹ Lan mới có thể muốn làm gì cũng được, thâu tóm đất vàng, tạo lập các siêu dự án rồi trùm mền như thế. Đại án Vạn Thịnh Phát với số tiền bị chiếm dụng thất thoát lớn nhất từ trước đến nay, nhưng rất có thể đây chỉ là bề nổi của tảng băng bị vỡ và còn những tảng băng khác chưa bị vỡ. Trong lúc này, chúng ta chỉ có thể tin tưởng vào cơ quan chức năng sẽ đấu tranh hết sức mình để thu hồi những tài sản đã bị đánh cắp.